nướng sao bố? Không phải đâu chị Vân Trang ơi, tại em kêu các bạn nên nướng em lên đó. Bạn ấy muốn mau chín, bạn ấy không muốn sống xanh lè như vậy. Tụi em nói gì vậy? Nói gì mà chị không hiểu gì hết? Bạn ấy nói chín mới tốt, còn sống vừa xanh vừa chết, vừa không có công dụng gì. Cái bọn nhóc này thiệt là nhiều ý tưởng trên trời dưới đất quá vậy nè. Nè, chị nói cho các em nghe nha. Chín trên cây, nó khác hoàn toàn với chín bị nướng đó. Do đó, các em có làm như thế nào, có nướng bằng sabo tới chín khét đi nữa, thì bạn ấy cũng sẽ không có thơm, không có ngọt giống như là chín trên cây. Hiểu chưa? Chưa kể là trái xanh của con cũng có nhiều công dụng, chứ đâu phải là trái chín mới tốt chứ. Đất thật khỏe nói trái xanh của con có nhiều lợi ích, thiệt hết đất thật khỏe. Sai quá sai. Biết mình sai đúng không? Vậy còn không mau giọt lẹ đi. Ở đây một tí xíu nữa thôi hả? Là chị và Dr. Khỏe sẽ nướng em luôn bây giờ. Dạ dạ, giọt chứ. Thiệt tình luôn à. Mà phải công nhận nha, mấy bạn nhỏ trong vườn nhà Dr. Khỏe nhiều chuyện để nói quá trời quá đất đi à. Nể tình con bị nướng cháy da, đụng phạt cô nhân Dr. Khỏe. Coi như con tự lãnh hậu quả rồi. Nhưng mà lúc nãy Dr. Khỏe nói là trái xanh của sabo cũng có tác dụng rất tốt. Là Dr. Khỏe đang an ủi em ấy hay là sự thật vậy Dr. Khỏe? Chứ Vân Trang thấy trái xanh ăn chát thấy mồ luôn, không có ai ăn hết đó. Tất nhiên là thiệt rồi. Để Dr. Khỏe nói cho Vân Trang và mọi người biết luôn nha. Trái sabo khi còn xanh, để nguyên vỏ, có thể dùng để sắc lấy nước uống, tốt cho người bị kiết lỵ và sốt rét lắm đó ngang. Dạ thiệt luôn hả ta? Sabo, không lẽ ý em là Dr. Khỏe đang nói xạo với em á hả? Nói cho Sabo và Vân Trang biết nè, phụ nữ ở giai đoạn mang bầu thường hay bị táo bón, rất là khó chịu. Để giải quyết vấn đề này, các mẹ bầu sau mỗi bữa ăn nên ăn một quả sabo chê hay uống một ly sinh tố sẽ ngăn ngừa táo bón rất là hiệu quả. Đó, nghe sướng chưa? Sabo chê em có rất là nhiều tác dụng luôn. Wow, phải nói là ngưỡng mộ em quá đi à. Chị quá khen làm em mắc cỡ quá đi. Chút xíu nữa là em thành heo quay luôn rồi. Cho đáng đời cái tính nghịch ngợm của con. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Dr. Khỏe và Sabo Che xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại.